Chào các bạn, tôi là Duy Nguyễn. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức sửa lỗi màn hình đen khi sử dụng Photoshop. Ở đây thì tôi đang sử dụng Photoshop phiên bản CC 2015. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể gặp cái lỗi này ở trên các bản Photoshop khác như 2006. Thì cái lỗi đấy nó là khi các bạn sử dụng cái Photoshop sau khi cài đặt, các bạn sử dụng một số công cụ như kiểu là Pentool hoặc Laser Tool và zoom ra zoom vào thì các bạn thường bị gặp lỗi màn hình đen. Đây các bạn có thể thấy là khi các bạn zoom ra zoom vào và di chuyển cái bức ảnh thì nó sẽ bị cái màn hình đen như này. Đó, rất là bất tiện khi mà chúng ta làm việc. Các bạn không thể nhìn thấy cái gì để làm được. Thì ở đây thì cách thức sửa cái lỗi màn hình đen này như thế nào? Thì đầu tiên là các bạn trên cái thanh menu phía trên này, các bạn kích vào cái nút Edit và kéo xuống phía dưới, chọn cái thẻ Preferences và chọn tiếp vào phần General. Đó, hoặc các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl K cũng được. Thì nó cũng hiển thị ra cái bảng đó. Thì sau khi hiển thị ra cái bảng này thì các bạn chọn vào cái dòng Performance. Trong cái bảng Performance này các bạn kích tiếp vào cái phần Advanced Setting. Trong cái Drawing More thì các bạn chọn lại cho mình với cái chế độ là Basic. Đó. Hiện tại các bạn là đang ở chế độ Advanced thì các bạn chọn vào cái dòng là Basic và sau đó ấn OK. Tiếp theo ấn OK. Các bạn lưu lại cái file này. File này. Và muốn fix được lỗi hoàn toàn cái lỗi đó thì các bạn phải tắt cái Photoshop đi đã. Sau khi tắt Photoshop đi thì các bạn mở lại. Để tôi kiểm tra lại một lần nữa nhé. Ok, phần Drawing More của tôi đã ở chế độ là Basic. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành mở lại cái file ảnh để chỉnh sửa. Đó, tôi thử zoom ra. Zoom. Đó, và di chuyển bức ảnh. Như các bạn thấy là nó đã không bị lỗi màn hình đen nữa. Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức sửa lỗi màn hình đen khi sử dụng Photoshop. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.